Mời bạn nữ. Rồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào các cô chú và các bạn ở dưới. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Tiến Dũng, hiện nay 31 tuổi và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Công việc của em là em làm công nhân cho công ty sản xuất bao tay y tế. Và công việc chính là em bên kiểm hàng. Và ngoài công việc làm công ty ra thì em cũng có đam mê về ngành chăn nuôi. Vâng, em có chăn nuôi về heo. Heo hả? Dạ, vâng. Hiện tại bây giờ thì em có khoảng gần 100 con. Cái gì dữ vậy? Heo. Wow, dữ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC và chào bạn nam. Em là Ngọc Ánh, hiện tại em của tuổi 30. Em sinh ra ở tỉnh Quảng Ninh, trong một cái tỉnh nhỏ gọi là thị xã Cẩm Phả. Thì thị xã của em nổi danh là về những phụ nữ đẹp, giống như là mẹ em. Hiện tại thì em có công việc là kế toán tổng hợp, bên cạnh đó thì em là huấn luyện viên yoga. Và đó là lý do vì sao em mặc bộ đồ này. Nát nữa em cũng rất hy vọng có thể được biểu diễn yoga cho bạn nam. Là muốn biểu diễn cho bạn nam xem luôn đúng không? Hay quá. Rồi, mời chàng trai. Em hãy nói một chút xíu về cái khuyết điểm và ưu điểm của em. Trước tiên thì em nói về ưu điểm của em. Em là một người rất chi là thẳng thắn, năng động, muốn hòa đồng với mọi người thì dễ gần gũi. Nói chung là cũng biết chơi về thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, tập bơi. Ngoài những môn thể thao ra thì em cũng biết chơi những môn cờ tướng. Khuyết điểm em là gì? Khuyết điểm của em thì em ăn nhiều này, ngủ nhiều này, nên là bây giờ người em hơi thừa ký. Sợ ma, sợ rắn, sợ đĩa. Sợ ma nữa hả? Vâng. Ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái là gì? Ưu điểm của em thì giọng nói của em là khá tốt. Ngoại hình thì thể thao. Thì một số người thì họ nhận xét em là em có nụ cười tương đối là đẹp. Dạ. Nụ cười đẹp. Em trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì từ hồi em học sinh sinh viên. Thôi bỏ qua đi. Vâng, và mối tình gần nhất ở đây thì mấy năm? Cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Thì em cũng đi quê làm và quen được một bạn gái cùng quê. Hai người cùng quen nhau khoảng gần 1 năm. Bạn gái về đi làm xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Sau này khoảng 4 năm sau thì bạn gái quay về thì mình đã nhận tin là bạn gái đã lập gia đình. Thôi chúc mừng cho người ta đi em ha. Vâng. Bây giờ mình đang lo chuyện mình đây. Bạn gái bên kia. Từ trước đến nay là em quan niệm là không có bạn trai. Rồi em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền để cho ba mẹ em yên tâm về em. Rồi bây giờ tại sao em lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em đã thay đổi cái suy nghĩ đó đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mấy một phần nữa là em cũng muốn học một cách yêu một người khác nữa, để cho cái cuộc sống của mình nó phong phú thêm. Dạ. Em đã có vẽ ra cho mình một cái người mẫu lý tưởng như thế nào chưa? Người mẫu lý tưởng của em trước hết là về ngoại hình là phải men, nhìn phải trẻ trung. Cái thứ hai là về tính cách thì là phải chu đáo, đầu đội trời, chân đạp đất. Có nghĩa là giống như là anh ấy phải là người dám làm và dám chịu. Cái thứ ba nữa là về tài chính thì anh ấy phải độc lập về tài chính. Nãy giờ em nghe em trai bên đây nói chuyện thì em thấy cảm giác đáp ứng được bao nhiêu cái điều kiện của em đưa ra, bao nhiêu phần trăm? Anh ấy nói là ảnh mập, em không mường tượng được là ảnh mập như thế nào. Làm em giờ cũng hơi hoang mang. Nên coi như là về tiêu chí ngoại hình là mập, có điểm cỡ anh là vừa đó em. Em tưởng tượng đi. Vậy thì coi như là điểm cộng cho cái ngoại hình của anh. Trời, tôi điểm cộng hết trời. Đỡ định quá hả? Định nói điểm trừ. Nghe chỉ của anh. Dạ, Linh chứ đúng rồi. Chuyển qua điểm cộng. Em đang tính nói điểm trừ mà thấy anh Linh nói là giống anh Linh thì điểm cộng. Điểm trời cộng. Cảm ơn em nha. Dạ. Anh quay qua cảm ơn em bởi vì em đã cộng điểm cho anh. Dạ, em chào anh. Cũng hơi mập đó. Dạ. Anh bên đây á, thực chất là anh chất phát lắm. Mặt rất đôn hậu. Trong thời buổi này mà có một chàng trai tự nuôi 100 con heo là biết ảnh chăm chỉ đến mức nào rồi, mặc dù cũng có công việc rất là ổn định á. Em không thích cái điều gì ở người đàn ông? Em là vô cùng là ghét hút thuốc. Hút thuốc? Dạ. Cực kỳ có ghét hút không thuốc em? Luôn. Vâng. Thuốc thì em không hút. Mừng quá. Rồi bạn trai, mẫu người lý tưởng của em là mẫu người bạn gái của mình là như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi. Em muốn tìm một bạn gái, nói chung là ngoại hình thì nói chung là cũng ưa nhìn. Nói chung ăn mặc thì gọn gàng. Về tính cách phải biết hòa đồng với mọi người, quan tâm mọi người. Về công việc thì không quan trọng. Em cũng có công việc hơi bận nên là chưa có thời gian để tập yoga. Nó chính được không? Bạn gái đúng này chuẩn. Đâu có mập lắm đâu. Bình thường, vậy là điểm cộng đúng rồi đó. Bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà hai người hợp nhau
thì em sẽ tính đầu năm hoặc là sang cuối năm. Nói chung là hợp nhau thì mình tính càng sớm càng tốt. Tính sớm đi em, giá heo đang lên đó em. Dạ ok. Có cái điều gì mà em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái, chẳng hạn như người bạn gái ích kỷ nè, không tin tưởng vào ví dụ như tình yêu như bạn trai của mình nè. Nhưng mà em, bản thân em thì có chung thủy không? Vâng, bản thân em thì nói chung em nghĩ em cũng là một người rất chi là chung thủy. Tốt, vậy là được okay. Rồi ha. Quan trọng là mình tìm được người đàn ông chung thủy. Dạ. Rồi bây giờ là hôm nay em gái đi với ai? Hôm nay thì cũng rất là vô cùng cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến để cổ vũ tinh thần cho em. Thì ngắn chừng cũng khoảng 2 dãy ghế đầu. Hai dãy ghế đầu? Dạ. Khoảng 12 nhân. Nhà gái rất là hùng hậu ha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vậy em muốn nghe ý kiến của ai nè? Em tin tưởng vào cái sự đánh giá và nhận xét về cách nhìn nhận con người của ba em. Nên ba em. Cho em xin nghe ý kiến của ba em trước. Dạ, rồi. Dạ, chào chú ạ. À. Tôi thì là ba của cháu Ánh. Bác thấy là có nhiều cái điểm rất là tương đồng với này em Ánh. Theo bác thì hai con sẽ cho nhau cơ hội để có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nếu như mà tìm hiểu thêm mà các cháu tâm đầu ý hợp ấy, mà thuận buồm xuôi gió thì đi đến hôn nhân, gia đình thì bác cũng rất là mừng và bác ủng hộ. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bạn trai hôm nay mình đi với ai? Vâng, hôm nay bên em cũng đi rất chi là đông người. Đi với ba dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, em mời dì ạ. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Cháu Dũng nhà tôi thì ăn nhiều, ngủ nhiều mà làm cũng nhiều. Tôi thấy cháu gái mình đây thì tôi thấy cháu cũng hiền, ăn mặc cũng lịch sự. Mà tôi cũng thấy đồng ý. Tôi chỉ mong hai cháu bấm nút hẹn hò và nắm chặt tay rồi đi đến bến bờ hạnh phúc. Càng nhanh càng tốt, cháu Dũng nhiều tuổi rồi. Dạ, vâng. Dạ nhiều tuổi rồi. Càng nhanh càng tốt cái gì ha. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thời gian để mở rào ra cùng nói chuyện với nhau nha, trao đổi với nhau. Mở rào. Rồi. Đó. Vâng. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Và anh có món quà đặc biệt hơn nữa. Là hôm nay anh có mang đến chương trình một món quà đặc biệt. Em để hoa xuống đây. Tặng cái gì đây vậy? Đây chị Hoa, cái hoa chị cầm giùm cho. Vâng. Rồi. Cái gì vậy? Vâng, hôm nay là một món quà rất đặc biệt, chỉ là nói chung là em sẽ tặng bạn gái một chú heo khuôn rất dễ thương. Hả? Rồi. Heo là heo con hay cười. Vâng. Chú heo khuôn này. Đã quá vậy. Vâng, chú heo khuôn này là tự tay anh nuôi ra được và anh muốn sao nãy giờ hai anh em mình cùng nuôi chú heo khuôn này từ một chú heo khuôn và trở thành một chú heo lớn và mình đem ra nhiều chú heo nữa. Em ơi, em bỏ nãy giờ vậy. Cảm ơn anh. Ôi, dễ thương quá. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn tấm lòng của anh. Nằm kia nó ấm đi em, để anh giữ cho. Cưng quá. Để đây cho không để ngoài nó mới lạnh. Em có một món quà gửi cho anh. Trời, tôi nghiệp cho không. Sen đá. Ra là em cũng hy vọng mình giống như cái bông hoa này, có nghĩa là mạnh mẽ như sỏi và tâm hồn thì như là sen, và trong sỏi đá sen vẫn vươn mình lên. Em hy vọng em hướng tới con người như vậy, nhìn nó anh có thể nghĩ tới em. Rồi, anh cũng nghĩ về như vậy. Anh cảm ơn em. Thì em muốn thể hiện cái đam mê và cái sở thích của mình là yoga để em thể hiện cho anh thấy. Rồi, ok. Namaste. Cảm ơn em. Dạ. Em có nhận xét gì về anh khi mà anh em gặp nhau? Rất là ngưỡng mộ anh. Một mình mà thực ra em cũng có nuôi chó và nuôi mèo. Em không nghĩ đến là cái việc mà nuôi heo nó vất vả như thế nào. Em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Thực ra ngoại hình của anh thì lúc đầu nghe anh Quyền nói mập thì em cũng mường tượng là nó mập lắm. Nhưng mà cũng thực sự là không đến nỗi. Ví dụ như công việc của em bận như vậy thì em thường rảnh vào rỗi vào
Những ngày nào và giờ nào? À, nếu mà giờ thì chắc là chỉ có cuối tuần thôi, chủ nhật hoặc là chiều thứ bảy. Chúng ta em hẹn hò thế nào? Mong muốn tìm một người có thể ủng hộ cho những cái sở thích của em. Và thường là em hay thất bại một cái điều gì đó thì em hay khóc. Và lúc đó là hy vọng cái lửa còn lại của mình họ sẽ ủng hộ mình. Và anh cũng hy vọng anh là bờ vai cho em, tựa vào những lúc em mệt mỏi bần. Anh suy nghĩ trong anh hồi chưa gặp em là nói chung là không được 90%. Anh cảm thấy em là ok rồi, với lại mục tiêu của anh rồi. Với anh cũng muốn là anh em mình cho nhau một cơ hội. Được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Em trả lời anh luôn ha. Vì yêu anh em đã đến đây, trao tặng anh những yêu thương lòng say. Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào mang hết những tâm tư của em. Dù rằng đôi chân em vừa gió mây, chính đôi tay anh vẫn giữ tròn vẹn hơi ấm. Sẽ mãi chỉ trao cho riêng anh mà thôi. Yeah. Rồi. Quá dễ thương. Bây giờ để tay vào nút bấm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Chúng ta bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Yêu thì bấm, rung động thì bấm, không rung động không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời hai bạn. Ô. Bây giờ thì đã bấm rồi, hai bạn hãy nắm tay nhau đi nè. Một cô gái chưa có một mối tình chính thức nào, em có thể xin phép gia đình của bạn ấy để hôn bạn gái mình một cái. Vâng, cháu xin phép bác mà cả hôn em ạ. Cháu rất luôn hồi hộp ạ. Bác cho phép đó, cho phép rồi đó. Nào. Thấy sao? Đã thấy luôn ạ. Thấy luôn đúng không? Hồi hộp rồi. Nào. Thay họ tên, công việc, quê quán của mình hiện tại, chia sẻ kỹ cụ thể cái công việc của mình luôn nha. À, vâng, em thì họ tên đầy đủ là Nguyễn Duy Nam. Em sinh em sinh năm 1993. Thì công việc hiện tại của em là đang làm kế toán dưới thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn nơi gia đình em đang sinh sống là trên Đắk Lắk ạ. Thì Duy Nam hả? Vâng ạ. Rồi, em chia sẻ điểm mạnh điểm yếu của mình đi Duy Nam. À vâng, cái điểm mạnh của em thì em là một người khá là cởi mở hòa đồng. Thì em có một cái đã nhận lời hay làm một gì đấy thì em sẽ là luôn cố gắng hết mình để làm được cái mục tiêu đấy. Và cái điểm yếu của em thì là cái rượu bia em hơi kém ạ. À, kém hả? Là rồi có hút thuốc không? Em không hút thuốc chị ơi. Hút thuốc và uống rượu, uống bia thì em uống được ít lắm ạ. Uống một ly là say rồi ạ. Rồi, em chia sẻ đường tình duyên của mình đi ha. Tại sao mình phải tham gia chương trình mới tìm được người yêu nè? À vâng, thì em cũng muốn nhờ cái chương trình để kết nối với chương trình để có thể là tìm kiếm được một người bạn nữ nó phù hợp với cái nơi em đang làm việc. Rồi thì trong quá trình đến năm nay này em cũng tập trung vào cho cái công việc quá. Nên là hàng ngày này em cũng đi làm rồi tối về nhà nghỉ ngơi, xong ngày mai mình lại bắt đầu đi làm. Thời gian rảnh thì em có đăng ký học thêm một cái số lớp nghiệp vụ chuyên môn ấy. Thành ra là giờ nhìn lại cái là mình đã đầu ba rồi, nên là thời gian cũng không còn tin giống như lớp trẻ nữa, nên em cũng đăng ký cái chương trình ấy. Nhờ chương trình thì xong là kết nối được những cái bạn phù hợp với gần nơi em làm việc rồi, thì cũng cùng quê quán được thì lại là một cái điều nó càng tốt nữa, thì giúp cho em là giúp ngắn được cái khoảng thời gian mà em có thể tìm đến nửa cái của mình nó phù hợp hơn và nó tốt hơn. Như em được bao nhiêu mối tình rồi em? Tại sao chia tay? Từ trước đến giờ thì em chưa có mối tình nào cả chị ạ. Ủa mà học toàn cái toán là nữ không luôn á, sao không có mối tình được? À vâng ạ. Thì chắc là cái khả năng là cái duyên nó chưa đến chứ ạ. Thì tất cả các mối quan hệ của em thì nó đều chỉ là trên phương diện là tình cảm và bạn bè đấy chị ạ. Chưa bảo trên phương diện kết nối yêu thương với một ai đấy thì chưa có ạ. Thật sự là chưa có. Rồi em có cái sở thích gì đặc biệt không? Vâng, cái sở thích của em thì thời gian rảnh thì em thích đọc sách và thích xem phim ạ.
Rồi bây giờ em mô tả mẫu người yêu lý tưởng của em nha. Mô ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Vâng, thì cái mẫu người bạn bạn của em muốn tìm kiếm đến là một bạn cũng có một cái công việc nó ổn định. Rồi thì cũng gần quê thì ở cùng quê với em ở Đắk Lắk thì càng tốt. Có đi quê ở còn nơi làm việc thì ở Sài Gòn chị. Thì mẫu bạn thì em chỉ cần một người để có thể là thấu hiểu và chia sẻ với nhau được những cái điều trong cuộc sống ấy. Quan trọng nhất là thấu hiểu chân thành đấy. Rồi em tuổi tác thì sao, lớn hơn em, nhỏ hơn em như thế nào? À vâng, thì tuổi tác thì bằng tuổi hoặc là lớn hơn em một bằng tuổi hoặc là lớn hơn em 1-2 tuổi thì cũng không vấn đề gì chị. Hoặc là nhỏ hơn 1-2 tuổi, cái tuổi tác đối với em thì nó cũng không quan trọng lắm nữa. Rồi chị hỏi cái này thôi, chị nghĩ em cũng không đồng ý nhưng chị sẽ hỏi theo nguyên tắc là nếu ly dị được không em? À, trường hợp mà đã có gia đình rồi thì chắc cái đấy thì chắc em cũng còn phải cân nhắc lại nhiều chị ạ. Ừ, gia đình chắc cũng khó hả em hả? Nguyên tắc nữa. À vâng, đúng ạ, đúng ạ, đúng ạ, cái đấy là đúng. Có khi là em ok nhưng ba mẹ cũng khó đúng không? Vâng, thì cái đấy thì xét trên phương diện mà người đã có lập gia đình rồi thì nó cũng phải tìm hiểu nhiều nguyên nhân về sau ấy. Thứ nhất là mối tình trước kia của người ta như thế nào rồi thì em nghĩ là phải đánh giá trên nhiều phương diện nữa chứ không có phải là nói được là Hồng đồng ý, thấu hiểu, tờ đồng cảm ngay hay là còn nhiều vấn đề về sau đó chị. Nên là nếu mà có gia đình rồi thì em nghĩ là cũng có thể tìm hiểu thôi ạ. Chứ mục đích chính của em vẫn muốn người cũng độc thân như em thôi. Thì như thế thì sự kết nối nó đến với nhau thì em nghĩ là nó cảm thấy mà nó sẽ rất là ok hơn. Rồi, chị hỏi một cái điều nữa là này hỏi vui thôi ha. Theo kiểu như nếu lỡ như em quen một cô gái thì em yêu cổ thì kia đồ hai người dự định tiến tới hôn nhân. Thì đùng một cái em phát hiện cổ là người là có con rồi, có chồng rồi mà cổ giấu em thì sao? À, cái trường hợp này trong cái thời gian đầu mà mình tìm hiểu với nhau chị thì em đặt cái vấn đề mà sự chân thành và sự chia sẻ thấu hiểu lên hàng đầu. Còn trong quá trình đấy mà không có chân thành chia sẻ hay là cứ giấu giếm nhau một cái gì điều gì đó về sau như kiểu là nó không phải như thế thì tự dưng thì mình cảm thấy nó rất hụt hẫng rồi, mà thậm chí là bạn nữ kia thì bạn cũng sẽ cảm thấy là không có hạnh phúc về sau được nữa. Nhiều tình cảm đấy nó cũng có thể là nó sẽ bị là gián đoạn hay là chia cắt hay là như thế nào đấy. Cái đấy thì em nghĩ là một khi mà đã thương ai thật lòng thì tất cả một cái gì đấy thì nó phải chia sẻ cho nhau hết. Nếu mà cảm thấy đồng cảm được thì tiếp tục mình cùng đi tiếp một đoạn đường về sau. Chứ còn nếu mà để xảy ra trường hợp như thế thì em nghĩ là không hay, mà hạnh phúc nó không được bền lâu. Đó, nhưng mà lỡ xảy ra thì em sẽ chia tay với cổ không? Hay là lúc đó là mình sẽ dù quen 3 năm rồi đó, chỉ ví dụ thôi, thì em sẽ như thế nào? Thì đúng rồi, cổ cổ thai chứ không phải là mình, nhưng mà em sẽ xử lý sao á? Vâng, thì thật sự thì em cũng chưa có bị thực tế em chưa có bị va đập vào cái trường hợp đấy như thế bao giờ cả. Nhưng mà theo anh thì em sẽ cố gắng để làm như thế nào để đấy là sự tin tưởng giữa hai bên đến với nhau nó thật là 100% chẳng hạn, hay là có thể là sống chết vì nhau được thì cái câu chuyện đấy thì nó sẽ lại khác chứ chị ạ. Trời khổ ghê, khổ người chứ không có mục tiêu gì hết mà hỏi khó em quá ha em ha. Rồi, vâng, em ha. Em cao bao nhiêu quá Nam? Dạ. Em cao bao nhiêu? Vâng, em cao 1m7, cân nặng 70 chị ơi. Ừ, có tập gym rồi không? Vâng, cái thời gian rảnh thì em có tham gia thể thao như vậy nè, đá bóng hoặc là đánh bóng chuyền gì ạ. Ok. Rồi nếu mà ghi hình thì báo với em thời gian em sắp xếp đi ghi hình được đúng không? À vâng ạ, nếu mà chương trình sắp xếp được cho em ghi hình thì báo giúp em trước một cái lịch hẹn, xong đều em sẽ sắp xếp lại cái công việc này đến cái thời gian đấy thì em sẽ cố gắng em để tham gia vào chương trình. Rồi ok, báo cho em cái lịch luôn nè, là ngày 20 đó, ngày 20 tháng 5. Rồi sắp xếp đi nha, có gì chương trình sẽ liên lạc lại với em rồi để báo rồi nói chuyện thêm với em trước khi em ghi hình ha. Ngày 20 tháng 5 này luôn đó chị. Ừ, sao có rơi du lịch đi chơi hay là cái gì không?
Vâng, để sang tháng sau đúng không chị? Tại vì tháng này nếu mà tính trong tháng này thì em cái lịch của em là bận đi sắp xếp cho mọi người đi sẽ họp xếp về các báo cáo về công tác rồi, thì trong tháng 5 này em phải liên quan đến nhiều báo cáo công đoàn xã hội này nọ với chị. Nên là... nhưng mà các ngày ghi hình thì em chỉ cần đi nửa buổi thôi mà, không có mất gọi là giống như nghỉ phép, nửa buổi vậy thôi. Vâng, cái ngày 20 tháng 5 biết nó rơi vào ngày bao nhiêu chị nhỉ? Thứ mấy hả em? Vâng, rơi là thứ mấy nhỉ? Ngày thường nha, không có phải chủ nhật đâu nha. Thường thì không biết thì có thể lùi giúp em qua tháng 6 đâu chị? Thì chưa chứ thật. Vậy chị thì sẽ báo em sau nha. À vâng ạ, dạ. Nha, họ tên rồi công việc quê quán của mình ạ. Dạ, em tên Nguyễn Công Ngọc, quê quán của em ở Bình Phước. Em đang sinh sống làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu chị. Em làm bên nghề bánh. Làm gì em? Em làm bên ngành bánh á chị. Là em đầu bếp á hay là gì? Dạ, em chuyên về làm bánh á. Là đầu bếp đúng không? Ủa, dạ. Kêu bà chị ta thở làm bánh đúng không? Đúng chị, đúng rồi. Ừ, cái tên nghề ổng mẫu cũng. Ví dụ như em hiện là thợ làm bánh đó, em làm là cho cái cửa hàng hay là công ty hay là sao? Dạ, em làm cho gia đình chị ơi. Là nhà em bán bánh đúng hả? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Cái tiệm bánh tên gì? Vô người khác không biết. Dạ, tên Hoàng Sơn. Rồi mời em chị cho em một phút để quảng cáo tiệm bánh gì, bán những loại bánh gì. Cái gì? Dạ bên em thì chuyên về bên bông lan với bánh mì thôi chị. Có hai loại đây, bông lan các loại với bánh mì mặn ngọt nè. Bông lan trứng muối đúng không? Dạ có, đúng là nhà nó đầy đủ bông lan với bên bánh mì mặn ngọt thôi chị. Ừ. Chị làm mai cho em tặng chị 100 cái bánh bông lan trứng muối được không? 100 cái chắc em mai đi không được chị ơi, tại em đi có lên không được quá. Ít thì em mai được. em làm được thôi, chị nói đùa thôi. Xin lỗi em, nãy em nói em tên gì chị quên rồi. Dạ, tên Ngọc chị, Nguyễn Công Ngọc. Công Ngọc hả? Rồi sinh dạ. Năm mấy không? Dạ, sinh 96. 96 luôn, rồi ai đăng ký chương trình cho em đây? Dạ, cái này em thấy trên Facebook nên em đăng ký luôn. Rồi có nhu cầu tìm bạn gái không? Có mấy đứa. Ừ, hay là thấy trên Facebook nên đăng ký chơi cho vui. Em không biết nữa, em đăng ký nhưng mà em đăng ký thiệt mà đâu mà vui đâu chị. Ừ. Rồi bây giờ chia sẻ những cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em cho chị nghe thử nha. Đường tình duyên của em là em nói chung cũng có một mối tình nhưng mà chia tay cách đây 2 năm rồi chị. Ừ. Lý do là sao? Chắc do hết duyên như sao chứ. Tại vì cãi nhau có vợ rồi chia tay thôi, chứ không có gì. Ừ, quen được lâu không cái mối đó? Dạ 4 năm rồi. Rồi quen 4 năm mà cái gì? Nói gì có một câu gì rồi chia tay luôn vậy hả? Chứ là cãi nhau xong rồi nói chia tay luôn là xong luôn chị. Chung nó nhanh vậy đó. Chung là cũng hơi trẻ trâu đúng không? Đâu chị em lớn mà trẻ đâu nữa. Đâu 96 là nhỏ xíu mà. Như tuổi. 24 nè. Dạ. Ờ. Rồi. chị xin lỗi em. Chị tưởng em 2006. Đừng ngại. Chị tưởng em 2006. Xin lỗi em nha. Em đã... Đâu em là người tối. Rồi bây giờ là ba mẹ có hối lập gia đình chưa? Nói chung cũng có rồi chị, tại con lớn rồi mà. Ừ. Bây giờ em chia sẻ cái hình mẫu mà em mong muốn đi. Em thì đơn giản lắm chị ơi. Nói chung là cái nét quan trọng cái nét thôi chứ mẫu người thì cũng bình thường đó chị. Như đen ngoài đó là thích bạn gái ở đâu? Thì ở khu vực nếu chung gần ở đây thì càng tốt rồi chị. Sài Gòn nữa không em? Dạ được, nhưng Sài Gòn cũng gần Bà Rịa mà chị, em gần Long Thành á. Ừ, vậy thôi được rồi ha. Dạ. Rồi em mô tả tiếp đi, tuổi tác nè, công việc cô đó rồi. Thì nói chung chị sắp xếp xong mà cũng ngang hay gì. Rồi em cũng được chứ cao quá, em mới không tới đâu chị ạ. Rồi gì cao vậy, em cao bao nhiêu nhỉ? Quên nữa. Có 1m7 mấy à, 72 chị. Rồi vậy đó hả? Dạ anh ơi, anh mở cam lên giúp em nha. Dạ rồi. Gì vậy? Sao tự nhiên giấu mặt vậy? Đâu có đâu, đẹp quá chị. Chị đâm thấy mặt chị nên em ngại chị. Đâu có, em phải mở mặt lên để chị xem là cái... Tại vì em là người đi lên ghi hình kiếm bạn gái mà chị phải xem vóc dáng chứ. Đúng không? Dạ. Cho nên em không thấy chị mà em ngại cái gì đâu. Rồi lên cua bạn gái có biết tỏ tình rồi chưa vậy?
Lâu quá chắc cũng hơi quen rồi chị ơi. Lâu quá nữa chứ, hồi xưa tỏ tình sao? Hồi xưa tỏ tình sao đâu, nói chị nghe thử ha. Hồi chưa, hồi xưa là em chị nói chung nhắn tin quen cũng lâu rồi chị, 6-7 năm nó cũng quen rồi chứ không phải nếu mà không nhớ chị. Sao chị nhắn tin qua lại thôi rồi quen vậy đó, nhanh lắm. Thiệt tôi buồn ổng ghê luôn, tôi nghe Thảo làm bánh tôi tưởng là lãng mạn rồi, theo kiểu giống như phim Hàn Quốc đâu á. Chị có biết là suốt ngày làm tới cả ngày chị đâu có đi đâu được đâu. Không đi, không đi. Rồi nhưng mà làm bánh được đúng không? Dạ. Làm cái bánh hình trái tim gì đó lên tặng con gái được không? Cây cái đó là bánh cây kem rồi chị ơi. Dạ. Mà cái bánh bông lan thì bây giờ ông chẻ hình ra cho nó thành cái trứng cái bánh. Cái đó người ta cắt khuôn vậy đó, còn chị hình đó chị bỏ khuôn lại ra à. Thì bây giờ em nè, nhưng mà cái thể loại bánh em có làm được cái trái tim không? Dạ được. Ờ, thì ông đôi coi với tôi cho bằng được. Bây giờ có muốn kiếm bạn gái không? Dạ có, em mới đăng ký chương trình với chị ạ. Rồi, à, em điểm em không thích bạn gái là gì? Chung là hơi chanh chua là được, được chanh chua với không, nói chung là đẹp phép là được. Ừ. Nhưng mà Ngọc ơi, chị nói nghe nè, sao mà chị thấy em hơi nhẹ nhàng tí xíu á? Là trước giờ mình nhẹ nhàng vậy đó hả? Dạ, vậy xưa cũng nói chung là em đi học, em học giờ em chơi với con gái nhiều chị. Ừ, chứ anh cũng nhẹ nhàng luôn, nhưng mà có thích con gái không? Có chứ, em ở nhiều, em ở nhiều 4 năm mà. Ở đâu? Sao? Ý là xưa em ở chung với người em mà chị. Ờ, à, mà có thích con trai không? Bạn bè thôi chứ giờ em cũng ít rồi tiếp xúc lắm chị ơi, tại vì em tập trung vào làm không thôi. Ừ. Rồi, à, nhưng mà em thì chắc đâu đi ở rể được hả? Dạ, không chị. Chịu đi ở rể không? Bình thường mà chị em tới thời buổi giờ thoải mái mà. Ừ, thoải mái mà em á, chị ra hỏi là em đó, trường là hợp thực tế. Thì phù hợp thì mình vẫn đi được mà chị đâu sao ạ. À. Rồi em có tài lẻ gì không Ngọc? Ca hát rồi có bạn không chị? Dạ. Biết hát rồi không? Biết chứ, hát thì biết mà. Ừ rồi, vậy mời em hát vài câu nha. Trời em luôn sao hát nữa. Trời ơi, lên chương trình buồn luôn hơn nữa. Bây giờ hát thử đi, chị nghe rồi chị góp ý cho. Đi ca, đi ca hát này kia đâu vui vậy, còn hát được chứ một mình cũng hơi ngại. Một mình không ai thấy, nó mới không ngại cho em. Em lên kia mắt nhìn em không mà sao em hát được. Bây giờ tập đi, vượt qua cái khó khăn này trước nè. Bài gì cũng được á, chị nghe thử coi chất giọng coi nè. Thôi nè, em hát em gửi qua chị chứ. Chung em hơi chị. Ừ. Ôi, bánh em gửi qua chị được chứ, hát khỏi gửi. Giờ hát liền tại đây nào, không có hẹn hò. Dạ câu thôi, thường em nghe nhạc của ai? Chị thử yêu cầu thử em hát được thì em hát nữa. Rồi, yêu cầu sóng gió. Sóng gió hả chị? Ừ, sóng gió. Hát vợ cũng thôi nhé. Ờ.